Rồi bệnh án cái bệnh án của Mai á, là chỉ lao phổi dương tính. Lao phổi thì hả? À, lao phổi dương tính thì bây giờ cũng hướng dẫn với Thông là bắt đầu tuần sau đi. Rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ cùng với các anh em cũng như là anh 12 đang có mặt tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Sau khi mà quay một cái đoạn clip về hoàn cảnh gia đình của anh Trung đúng không? Thông Dạ. thật thôi. Anh Thông hàng ngày phải chạy tiền để mà đưa cái bình oxy khí thở cho vợ của mình đó. Thì thấy được đoạn video clip đó, anh 12 từ Vĩnh Long phải tức tốc xuống đây chạy chở một cái bình oxy anh 12 hả? Đúng rồi. Dạ thì sáng nay thì có hỏi anh Thông là cái bình oxy còn sử dụng được không? Thì anh Thông nói là trước đây cũng có một cái anh nào đó hỗ trợ một cái bình oxy, và anh 12 cũng được có đem một cái bình oxy kìa. Tại xem qua clip không rõ hả anh 12? À, không thấy rõ. Không thấy rõ. Mà cái bình oxy này là cái bình oxy mình không cần chạy đúng không? Mình không cần mình chỉ cần có điện là được Có rồi. điện là mình xài được. Dạ. Như vậy thì cái vấn đề hơi thở cũng như là bình oxy để cho Mai á, là vợ của Thông thì cũng đã không còn lo nữa. Bây giờ lo nhất là cái vấn đề mà kinh tế gia đình làm sao để thời gian sắp tới và điều trị nè. Thì lúc nãy anh hỏi thăm về Mai thì như thế nào? Coi bệnh án á. Cái bệnh án của Mai á, là chỉ lao phổi dương tính. Lao phổi thì hả? À, lao phổi dương tính thì bây giờ cũng hướng dẫn với Thông là bắt đầu tuần sau đi. Rồi rồi Thông liên hệ với trung tâm y tế huyện rồi cầm cái bệnh án đó theo rồi xin cái giấy chuyển viện lên Phạm Ngọc Thạch. Là như vậy thì tình trạng của Mai còn có thể, chứ nếu mà nằm ở nhà thì nó rất là nguy hiểm tới tính mạng. Tại cái này là chỉ lao phổi dương tính thôi. À chứ không phải vì bị phổi nặng như bác sĩ trả về đúng không? Đúng rồi. Một thông tin rất là vui nha cô bác anh chị, là Mai chỉ bị bệnh lao phổi dương tính và có bảo hiểm y tế không ạ? Có không anh? Dạ có. Có bảo hiểm y Có tế bảo hiểm y tế. thì hình thức như thế nào anh? Có bảo hiểm y tế thì hình thức mình lên trên trung tâm y tế là hoặc ở trạm y tế xã gần đây cũng được mình, nhưng mà mình cầm cái căn cước với thẻ bảo hiểm y tế cộng với cái bệnh án đang điều trị lao, rồi lên nhờ trạm y tế của ở địa phương mình xin cái giấy chuyển viện, rồi bắt đầu ở xã đó mới hướng dẫn mình đi tiếp. Dạ. Anh 12 thì cũng làm bên y tế nên anh rất là gần. Hôm nay thì có phải nói là có dịp trùng dịp may mà thành thử là cái bệnh tình của Mai có thể là chuyển biến tốt hơn. Đây là một trong những cái tín hiệu rất là vui và đáng mừng, và sáng ngày hôm nay cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Hai vợ chồng thì không có gành, rồi không có tiền. Nói chung là không có tiền để đi bệnh viện đó, rồi không có gành cái bệnh như thế nào, rồi cứ nằm vậy chờ hoài vậy đó. Thì bây giờ là chỉ bị bệnh lao phổi dương tính thôi, điều trị theo phác đồ. Và trước tiên là phải từ chuyển tiến lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để bác sĩ ra to điều trị đúng không anh? À đây là một cái tín hiệu rất là vui. Và ngày hôm nay thì không những là đem cái bình oxy xuống, rồi đem một cái thông tin đáng mừng vào sáng ngày hôm nay á, thì ngoài ra thì anh cũng còn có sự hỗ trợ những cái phần hiện kim á. Thì tí xíu nữa đây thì anh sẽ trao cho gia đình luôn. Bây giờ anh hỏi như thế này nè, anh 12 nói như vậy đó thì mình tính sao? Bây giờ là Vô em trong đi, vô quyết trong. định, chứ em không có hỏi vợ được, tại vì vợ em bệnh. Vợ em bệnh thì em phải quyết định là bàn bạc với bên hai bên gia đình là càng đi càng sớm càng tốt, tại vì này chỉ lao phổi dương tính mà thôi, nó chưa có biến chứng gì hết. Đang điều trị phác đồ rất là dễ ha. Mai ơi, em chưa đi bệnh viện không? Em không biết nữa, để em hỏi mẹ em với mẹ chồng em mới biết được. Ô sao phải hỏi ta? Vì em đi không có ai coi em nhỏ. Không có người chăm á hả? Dạ. Có mình chồng em chăm mà không có ai thay thế á. Không có ai giữ bé đúng không? Dạ. Bé thì về bà chị thứ năm bà giữ giùm. Mà con mình chồng em nuôi à, không có ai thay thế. Em có thể nhờ bên em hoặc bên của Thông nè, gửi bé được một vài ngày không em? Được. Ừ. Rồi nếu được vậy thì nay giờ chủ nhật rồi, thứ hai thứ ba gì á, Thông sắp xếp đi xin cái giấy chuyển viện cho vợ đi em. Rồi
có cái gì đó thì có số điện thoại anh rồi, cứ alo anh, có khó khăn thì em điện cho anh. Rồi anh nhận được rồi. Rồi có gì anh em trao đổi qua lại. Cứu một mạng người nó quan trọng lắm. Bây giờ quan trọng là lo cho cái sức khỏe, điều trị đúng để cho nó hết. Chứ bây giờ em cứ để ở nhà, em ở nhà em không có đi làm được nè. Rồi không có tiền, rồi phải ở nhà chăm sóc vợ như vậy, mà để càng ngày càng lâu thì lại càng trở nặng. Nên là nữ đây là một cái bệnh mình phải điều trị cho nó kịp thời. Nên em phải giống như anh 12 hướng dẫn đó. Thì ra ngoài trạm gì xin giấy ra chuyển viện. Mà bây giờ có lo tiền bạc chưa không? Em cũng gần đó. Anh người Khmer, anh không gần tiếng Việt. Bây giờ em á, ở trong nhà còn được bao nhiêu tiền không? Em còn bữa hôm anh qua anh đưa được được chỉ 2 triệu. Ở trong nhà thì không có. Trong nhà thì hết tiền đúng không? Lên đó anh nói mai nghe nè, cái chuyện ăn đó để tụi anh về rồi tụi bây giờ là trước tiên á là em phải đi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trước một cái, rồi có số điện thoại của tụi anh, rồi sau đó lên trển như thế nào đó thì cứ điện thoại rồi tụi anh hỗ trợ trong cái khả năng của tụi anh cho hai em. Trước tiên á là mình lo cái tính mạng của em đi, còn rất trẻ, em phải nghe lời anh để đi để điều trị em. Sao em sao? Mai ơi, chịu đi điều trị không? Chịu. Chịu đi điều trị. Chịu đi điều trị nghe cưng. Rồi sau buổi nói chuyện hôm nay thì về em cứ điện thoại có anh. Cứ nhá máy cho anh đi. Anh gọi lại rồi anh tâm sự với em. Anh em có gì cứ tâm sự hết. Những cái gì trong khả năng của tụi anh. Thì hôm nay anh đi có bác sĩ Hên đi chung với anh, hai anh em làm ở trạm y tế, hai anh em làm chung. Thì hôm qua đó là hai anh em cũng coi được cái clip của Bùi Hồ với anh Một Đồng với Út Đồng Tháp. Thì anh cũng hôm là khó ngủ á, mong cho tới sáng để xuống đây để tìm hiểu cái bệnh của vợ em, cái thứ nhất. Cái thứ hai coi cả tụi anh chia sẻ được cái gì của cái phần hai vợ chồng của em. Thì hôm nay á thì anh cũng xuống đây cũng có một ít quà để hỗ trợ cho vợ chồng em. Thì cái thứ nhất đó là vợ chồng anh Luận ở vùng Ké Vũng Liêm. Rồi cái này là phần của vợ chồng anh Luận gửi em. Còn cái này là của chị Sáu, chị ruột của anh, với anh, với anh Hên. Anh Hên là anh hồi nãy đó. Rồi gửi vợ chồng của em. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi lo cho vợ. Thứ hai là phải giữ lại cái số tiền này để khi mà đi chuyển viện á, có xe rồi đó thì mình phải hỗ trợ tiền xăng, tiền này tiền kia nữa. Còn đây là một phần 200.000 của một bạn giấu tên luôn, gửi cho vợ chồng của em. Hôm nay gia đình mình ăn cơm với gì? Ăn cơm với cá. Cá lóc đồng không? Mua hay sao? Ai nấu? Sáng nay ăn chưa? Chưa, em đang đi mua đồ ăn về. Giờ ăn được nhiều không? Được. Mua đồ ăn rồi hả? Dạ. Hồi nãy trước khi đi á, hai vợ chồng anh Luận á có gửi cho anh vịt cho em làm đồ ăn cho cả nhà cùng ăn. Rồi anh có gửi ít tôm với anh mua cải á, nấu cho bà xã bò dưỡng ha. Dạ. Thì cái tấm lòng của tụi anh. Rồi sau này có cái gì nữa thì anh em mình trao đổi thêm. Vợ chồng anh Luận gửi 2 con vịt đó hả? 2 con vịt gửi anh mua tôm đem về nấu cho ăn bồi dưỡng kìa. Đó, thương ghê không? Ốm quá anh hả? Cái này chắc bệnh cũng lâu hả anh? Bệnh lâu tại mua thuốc ngày. Tại anh có hỏi cái tiền sử. Thì đi làm rồi thấy ho, rồi mua thuốc ngoài uống. Nên nó mới tới như vậy, chứ nếu phát hiện sớm điều trị phát đồ 6 tháng là nó... Nhưng mà em nằm được... Đi vô trong đi. Lúc đó là em chưa có bảo hiểm đúng không? Em chưa. Đúng rồi, tại vì bây giờ chương trình lao là bắt buộc tất cả mấy người dân là đều phải có bảo hiểm y tế hết.
Nếu không có bảo hiểm y tế là điều trị công thức lao rất là tốn tiền. Em là không có bảo hiểm đâu. Bên ấp xe người ta cắt người ta không cho. Cái em bên trong ấp người ta làm giùm cho mấy em có bảo hiểm thì là không. Nhưng mà em cũng may mắn là em chỉ lao dương tính thôi, chưa có phải là lao kháng thuốc. Nên là anh nãy anh với anh Hên coi cái bệnh án là anh cũng rất là mừng. Là em phải cố gắng sắp xếp để đi lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch một lần ha. Anh hy vọng là hai vợ chồng em nghe lời anh. Đi đi rồi có gì thì cứ alo anh rồi tâm sự rồi anh em chia sẻ thêm ha. Ôi vậy nó phải nói là hôm nay tự nhiên có tin mừng ghê ha. Cũng kịp thời hữu duyên mà kết nối được mà gặp được anh 12 với lại anh Hên nữa. Thành nữ hay là bên y tế thì các anh rất là gần. Đó, bây giờ thì phải cố gắng, hôm nay là chủ nhật rồi. Ngày mai thứ hai sắp xếp xin giấy tờ, thứ ba, thứ tư gì đó chuyển đi liền. Cái này xe đồ ở dưới đây dễ không anh? Xe dễ. Dễ hả? Còn nếu mà cảm thấy xe mà khó khăn vấn đề gì đó thì cứ liên hệ anh. Ha, cứ liên hệ anh. Tội quá, rất trẻ. Còn trẻ lắm em, rồi còn hai đứa con nữa. Do đó em là người phải quyết định. Ha, em là người phải quyết định là coi gửi con như thế nào, rồi sắp xếp cái ngày gần nhất nha. Đừng có để kéo thời gian dài mà nó bị suy kiệt á. Lao suy kiệt là điều trị nó khó lắm. Rồi gán ép vợ ăn uống bồi dưỡng lên. Ăn một lần không được thì ăn nhiều lần. Nhưng mà tại cái công thức lao á, là thí dụ em phải hợp tác nha. Thí dụ như buổi sáng mà thường á, là vợ em uống lúc mấy giờ? À, ăn xong rồi uống. Điều trị lao là uống bụng đói. Điều trị lao là phải uống bụng đói. Ví dụ là 6 giờ là 6 giờ. Là mãi 6 tháng là phải 6 giờ hết. Nó mới được chứ em uống không có đúng giờ là nó bị kháng thuốc. Tại vì sao? Vì cái lúc mà em định đánh người ta lúc 6 giờ mà em không đánh. Em đợi tới 6 rưỡi 7 giờ thì người ta đánh lại em. Đó, do đó là như vậy. Trong thời gian uống thuốc từ thí dụ 6 giờ uống tới 7 giờ thì không được ăn no. Chỉ được uống sữa hoặc uống nước súp, nước cháo thì được chứ không được ăn no. Tại vì khuẩn lao là điều trị lúc bụng đói. Có nghĩa là uống là phải đúng giờ và uống lúc đói để đẩy lùi cái con virus. Đó, còn bây giờ em ăn no là uống coi như nó không có tác dụng. Không có tác dụng. Đó. Nên là nữa là trước giờ là cứ tự điều trị, tự ý, tự chỗ thuốc nhà không có hiểu. Ngày hôm nay là có bác sĩ lại tư vấn tại chỗ luôn. Là bắt đầu điều trị là hồi 6 tháng 11. 6 tháng 11 là công thức là tháng thứ mấy em? Thì cái to này là anh thấy 6 tháng 11 đó. Thì bắt đầu ngày mai là em phải uống đúng, cho vợ uống đúng giờ như anh nói vậy đó. Là bệnh tình em thấy nó sẽ thuyên giảm. Rồi sau đó là đi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch càng sớm càng tốt giùm anh nha. Rồi. Dạ, có muốn nói lời gì với anh cũng như là quý mạnh thường quân không? Dạ, xin cảm ơn hết mấy anh chú bác, mấy chị, mấy cái gần. Mình bây giờ họ lo cái là đi lên trên đó là không có gần tiếng Việt, rồi bệnh viện Phong Ngọc Thạch đó, là sao ta? Anh đưa anh nhờ xe là xe từ thiện mà, nhưng mà trong bệnh viện luôn. Là lên đó thì ví dụ như em sắp xếp được cái ngày nào thì cho anh hay, để anh liên hệ với cái xe đó rồi người ta đưa vô thẳng cho em tới chỗ đó luôn. Là em không phải đi vòng gì hết. Nó có gì là về cứ điện cho anh 12 xin giấy tờ đến đâu không biết, cứ điện cho anh. Rồi xe anh 12 anh liên hệ, có thể là anh 12 liên hệ được đúng không? Đó, nên anh nữ bây giờ an tâm điều trị cho vợ trước cái đã. Chuyện gì thì chuyện nhà cửa thì chuyện đó thì tính sao. Cái chuyện ăn uống tính sao mà lo bệnh cho vợ trước. Nhưng em đã nói, có nghĩa là làm sao để cho vợ hết bệnh, để vợ chồng cùng nhau còn hai đứa con nhỏ nữa. Thôi thì chắc có lẽ là mấy anh em mình cũng sẽ kết thúc clip tại đây. Thì hôm nay tự nhiên nhận được thông tin vui ghê á. Là mình tưởng đâu lúc đầu là các anh em cứ nghĩ là bệnh rất là nặng, bác sĩ phải trở về. Nhưng mà coi hồ sơ bệnh án thì anh Hên với lại anh 12 cũng đã coi là chỉ là đau phổi dương tính thôi. Nên là nữ đây là một căn bệnh có thể điều trị được, trở lại bình thường được. Và uống phải đúng liều, uống trước khi ăn như anh 12 chỉ á. Và uống phải đúng giờ nha. Ví dụ 6 giờ uống là 6 giờ hoài. Chứ không được uống qua 7 giờ.
uống đúng giờ, canh giờ phải cho giờ uống nha. Dạ, dạ. Rồi, thì thôi bây giờ chắc có lẽ là các anh em sẽ kết thúc video clip tại đây ha. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở video clip sau. Được mấy phút? Đây có hai con vịt với lại tôm. Rồi, anh gửi hai con vịt của vợ chồng anh Lựng với tôm, với anh có mua cải nè, nấu bồi dưỡng cho bà xã nha. Cho em hỏi chúc anh Lựng. Anh xích vô đi à. Sao em á, sao? Em cũng có mượn anh Lựng rồi chú. Anh 12. Cho ăn em. Nay là nhà mình lại có thịt rồi. Có thịt rồi, có tôm nữa. Này ăn cũng được là 3-4 ngày luôn, 4-5 ngày luôn á. Rồi cứ kho, một mớ kho, một mớ có thể là nấu cháo cho mấy bé nó ăn. Giờ là mừng quá rồi. Bản thân của mấy anh em tụi em mừng ghê á. Biết được vậy, tự nhiên thông tin vậy, tự nhiên mình thấy mình vui hơn một đồng. Hạnh phúc, rất là hạnh phúc khi mà mình chia sẻ lên nó kịp thời. Được anh 12 với em Hên đến đây thì mới biết được cái bệnh tình của chị ở đây như thế nào, kịp thời để mà chữa trị thì rất là vui. Rồi thôi đem vô trong đi, chiều nay là nấu cháo về cho mấy bé ăn. Rồi nấu canh về cho vợ ăn. Vậy ha.